Vọng âm Luton lá chắn thăng hoa thì đoạn đầu cũng được, nhất là khi mình có Cassadin 2 và mình có thú tượng. Vọng âm Luton thì khó tại vì mình chưa có nào dùng mana. Lá chắn tầm xa thì cũng bình thường, thử phát. Tăng hoa phải chơi bài gì châu châu. Tăng hoa được bài gì được? Chính là tôi thấy tăng hoa giờ yếu rồi đấy. Nghĩ lại thì thấy tăng hoa yếu rồi, bởi vì chẳng có bài gì châu cả các bạn. Có đầy bùa nó vẫn được cân bằng mà. Mùa này không cân bằng thì lại bảo là phải thông cảm, thế thì chịu. Thì bó tay. Thế khác gì nó ỉa vào mồm mấy cái mùa cân bằng đâu, người ta cân bằng được thì cậu cậu kiểu ở đây mình có ba cho đồ chạy thành bài gì được. Mà đây là một quyết định khá đúng, tức là mình dép bằng thăng hoa với Cassadin 2 dép được này. Tai đi. Tại giáp mình có cái thú tượng rồi. Cân bằng đúng rồi, có một bạn nói rất đúng, cân bằng dễ nhất là bỏ bớt mấy cái hack giáp đi. Tại vì quá nhiều hack giáp trong game dẫn đến việc là game nó rất là nhảm. Cậu xóa luôn đi thôi là dễ nhất rồi. Hai đấu sĩ vào có tốt không? Tôi cảm giác thề cái đoạn đầu mấy con liên xạ nó OP vãi nổi ấy. Kiểu công chỉ cần làm liên xạ xong công làm bố của lobby thôi, chuyền 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 liên xạ đỏ làm bố của lobby, bằng 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 chúc chúc bằng thăng hoa lên chúc chúc bằng bằng bằng. Ừ, có kỳ thú. Hai hai. Đáp lên xạ không đổi qua cái gì được. Mười sáu tiền. Nói chung là tôi nghĩ là 16 tiền cho Gangplank vào thì luôn luôn xứng đáng thôi. Tại vì Gangplank có thể nó đã farm cho mình được một tiền rồi. Bây giờ mình có thể bỏ con bỏ con này đi ha. Thay con gì? Cộng một đột biến thì không có giá trị lắm. Farm một tiền thì hay quá. Ui giời, farm hẳn hai tiền luôn à? Ôi ôi. Chết. Không mà lên xạ mạnh thật. Ừ. Thật luôn. Chẳng có gì luôn. Nhìn nhá, nhìn con IR1, các ông sẽ nhìn đam của IR1 này. Không kích một cái gì, kích đúng hai tiền công. Đam bằng con Lucian kích ba ba liên xạ. Đấu trường ngại gà là không chọn. Một ấn đấu sĩ và một Sejuani khá là mạnh. Ire đấu sĩ à? Sức sống mới không hấp dẫn lắm. Sức sống mới cũng được. Nhưng mà bốn đấu sĩ chắc chắn là mạnh hơn sức sống mới nha. Cả đội nhận thêm máu tương đối. Không mà sức sống mới mà hồi được cho Rek'Sai thì cũng ngon. Sức sống mới tôi nghĩ là được. Sức sống mới đi. Tại vì 10 giây sức sống mới kích hoạt, sau đấy thăng hoa kích hoạt. Nhà này mạnh lắm, tôi không biết tôi ăn được không á.
là tùy vào tỷ lệ liên xạ thôi, liên xạ nhiều thì ăn, liên xạ ít thì hút. Rồi, được hồi máu lên, thăng hoa lên. Ăn được. Ui, mình mạnh hơn mình nghĩ nhiều. Nhưng combo này mạnh phết nữa, sức sống mới thăng hoa. Đắp máu có mốc rồi cần deck gì nữa nhỉ? Bán thắng bán nốt đẹp, hoặc là gắp lanh pha được một tiền cũng được. Hoặc là cả hai. Có cách khác cần bảo nhà phân minh là tăng sức mạnh cho con tướng, hoặc là giảm sức mạnh của con rồng đi, hoặc là nói chung là có rất nhiều cách khác luôn đấy. Ngày xưa tại sao cái robot vẫn có thể cân bằng được cái gì nhỉ, cuồng giáo cũng cũng cân bằng được mà, cuồng giáo cũng cân bằng được mà, tại sao lại không cân bằng được nhà phát minh và nói theo cái câu chuyện là bra. Tôi nghĩ là nếu mà game cân bằng nhá thì có nghĩa là lúc nào các bạn cũng có thể ra ấn nhà phát minh được, và con của nhà phát minh ý, nó phải lúc đầu rất mạnh mà càng về sau càng đuối, giống hệt con Galio ấy. Ngày xưa nhá, các ông có 9 cuồng giáo nhá, ngày xưa các ông có 9 cuồng giáo gần như là các ông không thể nào kiểu OP được luôn ấy. Nào chưa bổ lo lờ để xem. 9 cuồng giáo nó phải có nhiều 3 sao mới OP à, đúng rồi. Cách đơn giản nhất là các ông giảm sát thương cơ bản đi, đúng chưa? Sau đấy các ông tăng cái sát thương, à xin lỗi, giảm cái chỉ số cơ bản đi. Sau đấy các bạn tăng cái chỉ số 3 sao của nó lên, nó phải 3 sao nó mới mạnh. Như thế thì nhà phát minh nó sẽ phải bị yếu hẳn đi đoạn đầu, đơn giản ấy. Nhưng mà kiểu cứ lấy lý do này và lấy lý do kia và không tìm cách cân bằng thì tôi không nghĩ là đấy là đúng đắn. Combo hack này bastard à. Kiểu kiểu tất nhiên tôi không thể bảo là bây giờ mẹ một một buổi phát ông cân bằng được luôn, nhưng mà theo thời gian thì nên cân bằng được chứ. Nói chung là có lý do gì để mình không lên 9 đánh 5 tiền không? Em vẫn thích con robot à? Con robot ý tưởng này hay vậy nổi thề. Cái ý tưởng của con robot nó hợp lý thật sự luôn. Nó ngầu nữa chứ. Bánh cuốn. Không có robot thế tôi mới bảo là mùa 3 là một trong những mùa hay nhất rồi. Thua. Ui xô. Thua xíu. Nhất là cái trò Garen mẹ cầm kiếm rình phát. Vui với nổi. Không mà quá khứ rồi các bạn. Nó không thể trở lại được nữa. And only for a minute I wanna. Đây không đoán đi, đánh một hồi ấy lại Ire rồi. Nhìn có buồn không? Chả có gì ngoài Ire. Cách duy nhất để chiến thắng Ire là một con Ire mạnh hơn. Thật ra ấy, cái hồi đầu ấy con robot nó quá mạnh. Xong về sau ấy người ta cân bằng lại sức mạnh ấy, là con robot nó yếu đi nhiều, nhưng mà con Rumble đi lẻ lại mạnh hơn, con Annie đi lẻ lại mạnh hơn. Đấy là một cách cân bằng mà, đúng không? Đấy là một cách cân bằng mà, không phải nhà máy tái chế hoặc là tiếp tế thành phần hoặc là lò rèn. Lò rèn mà ra giáp siêu linh thì sao? Ngay cũng ổn mà. Lò rèn mà ra đồ đam, nói chung tôi nghĩ là lò rèn sẽ ngon hơn ở trong trường hợp này. Vũ khúc tử thần thì cho Jin còn ngon không? Tôi nghĩ là giáp siêu linh là sẽ ngon hơn ấy. Giáp siêu linh vào bò ấy, bò đéo chết được luôn ấy. Chọn nhanh đi không nói hết giờ.
Tại vì mấy con này có 2.000 máu à. Bây giờ thử như này nhá. Con bò đã có 2.200 máu rồi. Thang với ô thần tượng hơi vớ vẩn. Zara bị chôn. Zara chôn. Con bò một con Raven bắn đéo chết bò luôn mà. Bò the Raven. Biết bò chưa? Bắn không chết được. Dude. Nhìn tao buồn cười vậy nổi. Chắc là đồ dinh thôi. Mình dinh dây. Thế thì mình không dùng vi à? À đồ dây, đồ chay cũng được. Con bò không chết được. Galio carry để các bạn nghĩ sao? Bò trâu quá cả nồi. Chuyện cười ỉa của mẹ luôn. Mình thắng luôn á. Ây à. Nó bị bùm. Nãy giờ không bắt IV á. Là sao? Làm gì con IV nào đâu mà bắt. Ông nghĩ là trong cái lobby 1 triệu thằng IV cùng chơi thì có IV để mà chơi à? Mấy thằng này có hút máu chứ mà phải là chinh. Dắp lửa đúng không? Mình không có giảm hồi phục. Yellow 2 à, we see. Galio carry thật à? Hai liên xạ để làm gì nào? À, cái xa. Đây là thứ duy nhất mình có thôi. Không phải CV đâu, bạn CV yếu. Galio đam phép to đấy. Toàn đam phép này, không có đam vật luôn này. Thế là cung xanh Galio không ngon rồi. I need a Seraphim. 4 thần tượng, bỏ được con này. V. Nghĩ rất là thế này đã. Nãy giờ có Echo, cái mua Echo 3 xứ đó rồi. Không có lý do thì mình chạy 5 nhà phát minh à? 5 nhà phát minh gần như là vô dụng. Chú bò bất tử cộng thêm chú Galio bã bã đứng đằng sau táp vào mồm từng bé. Boom! Cái thế. Ủa Ire sao? Ire thay cảnh binh thì sao? Không thấy cảnh binh có nhiều giá trị trong cái lobby để lắm mới thật. Trick Ori thì sao?
Ori không nhiều giá trị với bài này lắm à? Tôi nghĩ không phải Jerry. Kai'Sa cũng được. Kai'Sa 2 à? Không phải Yre trần truồng cũng không mạnh. Bò 1 á, bò 1 nhưng mà không có bò 2. Tôi cũng muốn roll bò 2 nhưng mà tôi muốn trận này là trận top 1 các bạn. Muốn roll bò 2 lắm chứ. Không có dùng siêu cô được. Galio 3 khó lắm bạn. Giờ có mỗi một con, là ví dụ mình có khoảng 2-3 con mà không có các con khác để giữ thôi, mình nhiều đôi quá. Ôi giết chết mấy con giận phát đầy cây máu. Nhà này mạnh phết nhỉ. Cảm giác một tháng nhà này thì mình cần phải có Pacum. Chả cần có gì cả vẫn thắng. Không mà tôi cần có một thứ đấy là giao điện. Bởi vì Galio vỗ đang phép. Nhìn này. 12.737 sát thương phép. Nên là tôi cần giao điện. Thật ra thì tôi nghĩ cũng chả cần nhiều đâu. Bài mà đã mạnh rồi thì cá bị lỗi hả? Ồ, ít bớt. Không ăn được, không cho ăn được. Cá chê à? Bám. Ai à? Bám. Đau thế. Giờ mình lại không muốn lên Ori 2 nữa. Mình không bỏ Seraphine được. Bỏ con này à? Bỏ ba nhà phát minh à? Vẫn bỏ một. Có thể dùng con này thế con Echo à? Bỏ Eco thay Vi ở đang tính ấy. Bò 2. Này lốc Galio là cái chắc rồi. Chả lạ gì họ lốc Galio cả. Ai, câu chuyện trò chơi cá ăn sang vậy chứ biết sao rồi. Bài toàn AoE rồi. Mà đánh còn thua được nữa thì cũng không biết như nào. Thằng này vẫn thắng này, thằng này thắng mình à. Bài mình vẫn còn mạnh lên mà. Có hai cái. Thật đấy.
Ồ, xạ thủ. Sao con này nó cứ bỏ qua con Galio ấy nhỉ? Hai ba tát thôi mà, tát cái nữa. GG.